Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Vâng, thưa các bạn, chúng ta cần một cái máy là có màn hình là 15,6 inch và máy là có cảm ứng. Với màn hình là Full HD với tấm nền IPS. Và ở đây, chúng ta nhìn thấy là máy có cảm ứng được như thế này nè. Thì hôm nay mình sẽ review một máy này và mình gửi cho một vị khách. Và vị khách này đang ở là An Giang. Thì An Giang là Nhất Vlog đã từng là coi như là đã từng công tác giảng dạy ở đây. Thưa các bạn, ở đây là chúng ta nhìn thấy đây là Nhất Vlog, đây là gửi cho về anh Bạch Văn Tùng. Thì anh Tùng là ở xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn và tỉnh An Giang. Thì anh có yêu cầu đặt một cái dòng máy là Dell Latitude 5580. Và lý do là hôm nay là mình review dòng máy này lên và gửi về cho anh. Thì đối với dòng máy này, chúng ta nhìn thấy nè, những yêu cầu của anh. Thứ nhất là anh yêu cầu là máy là có màn hình cảm ứng, màn hình Full HD. Máy thứ hai là có đèn LED phím cho phép làm việc về ban đêm. Cái thứ ba, màn hình có bàn phím, đây là bàn phím có số, có bàn phím số nha, để xử lý về công việc tính toán như là những con số cho tiện hơn. Và cái nữa là máy là phải là mỏng nhẹ. Thì hôm nay Nhất Vlog là đưa ra dòng máy và review lên gửi về cho anh. Thì đây chính là mẫu máy dòng Dell Latitude và đây là phiên bản là 5580. Thì một trong những mẫu máy mà chúng ta nhìn thấy là sao các bạn? Về ngoại hình thì nó khoảng chừng là 90 mấy% thôi. Nhưng mà về chất lượng thì chắc chắn đây là cái là mình cam kết đây là men rin và màn hình rin của máy. Đó. Và máy thì chúng ta nhìn thấy trên đây với bàn phím là sao? Bàn phím phải có LED. Đó. Thiết kế nhỏ gọn. Trọng lượng là 1,9 kg. 1,9 kg nha các bạn. Đây ha, Latitude 5580. Thiết kế đằng sau thì chúng ta nhìn thấy là có những cái da, đây là cao su nè, 4 cái cao su chống chân trượt nè. Vị trí về hốc tản nhiệt ở đây, lấy gió đây và thổi ra bên hông. Đây là vị trí về ổ cứng SSD. Đó. Và thêm nữa, cái nữa là mình cũng review như thế này. Và mình cũng trên đây là mình sẽ dán tem trên đây để mời các bạn xem. Thì tem mình sẽ dán đây. Bây giờ mình sẽ ký vào đây ha. Ký cho ký đây luôn. Đó, và đây là 27 tháng 3 năm 22. Đó, thì sau khi anh nhận được cái dòng máy này là anh thấy được là đúng là hàng của anh. Trên đây ha. Đây là mình sẽ dán tem vào đây. Đó, gửi về cho khách. Rồi, bây giờ đây là các bạn nhìn thấy trên đây. Về mẫu máy thiết kế nè. Mẫu máy thiết kế thì chúng ta nhìn thấy là với một cái logo màu trắng, tấm nền màu đen. Đó, về mặt trên của máy đây. Trên đây ha. Ngoại hình của máy. Máy thì trọng lượng là 1,9 kg. Thì thiết kế của mẫu máy chúng ta nhìn thấy trên đây là sẽ có hai cái lỗ tai. Và hai lỗ tai này chúng ta thấy là một bên là nó gọi là vị trí về che bản lề của máy. Đây là vị trí về như là cắm sạc nè. Sạc thì đây là mình sẽ đưa ra là sạc khi mà khách sử dụng về máy, để máy về lâu về bền. Thì chúng ta nhìn thấy trên đây là sao các bạn? Đối với dòng máy này chúng ta sử dụng bằng sạc là sạc Ovan. Ovan ha. Trên đây. Thấy chưa? Và đối với sạc này chúng ta nhìn thấy trên đây, sạc đang được là có đèn LED trên đây. Đó. Mình sẽ đặt cái này để cho dòng máy là để an tâm hơn. Khi chúng ta có đường điện này chúng ta ghim vào đây. Đây là vị trí về sạc. Rồi vị trí tiếp theo nữa các bạn sẽ nhìn thấy trên đây, nó sẽ có về gì đây? Có về như là hốc tản nhiệt nè, để thổi gió qua bên hông. Đây là vị trí về cổng LAN Gigabit. Đây là cổng HDMI xuất ra được 4K, đây là cổng USB 3.0. Và qua đây chúng ta nhìn thấy trên đây là một cái cổng USB 3.0 nữa, là hai cổng này ha. Đây là cái USB-C hay gọi là USB 3.1. Đây là vị trí về thẻ SD trên đây, tùy theo dòng máy. Và đây là vị trí gắn về SIM 4G. Đó, điều kiện có về cài cạc 4G chúng ta gắn được ha. Đây là cổng USB 3.0. Đó, thì suy ra chúng ta nhìn thấy dòng máy này tới 4 cổng USB và 3 cổng USB 3.0 và một cổng USB 3.1. Và cái nữa là đây là vị trí về mic jack 3.5. Thì vị trí về xuất ra màn hình chúng ta nhìn thấy đây là vị trí về xuất ra cổng VGA, xuất ra được màn hình. Cổng HDMI xuất ra được màn hình và có tiếng. Và cổng USB-C cũng xuất ra được màn hình và có tiếng được trên đây. Đó, đó là về ngoại hình. Và lát nữa mình sẽ test về chi tiết trên đây để mời anh em chúng ta sẽ cùng xem về dòng máy như thế này. Về thiết kế của mẫu máy thì các bạn nhìn thấy trên đây là dòng Dell Latitude 5580. Thì các bạn nhìn thấy trên đây nó sẽ có về gì đây? Có đèn LED cho phép chúng ta làm việc về ban đêm. Đó, tùy theo bản ha. Có bản sẽ không có và có bản sẽ có. Đó.
Đây, bàn phím đây. Cận cảnh về bàn phím để mời chúng ta xem. Khi mình gửi về cho khách hàng đây ha. Đó. Và tất cả những cái phím đây là chúng ta đều là tốt, không lỗi. Phím này phím rin theo máy. Đây là touchpad. Nằm lệch qua một bên. Cân đối giữa là bàn phím. Phím có số thì nằm qua một bên ha. Đó. Rồi về phía bên đây. Các bạn nhìn thấy trên đây là về với những cái cổng và chức năng của một cái máy. Và mình review. Đây thấy chưa? Đây là coi như là phía bên trong của máy đây. Thì thực tại là giờ mình sẽ mở máy lên ha. Và mời anh em chúng ta sẽ cùng xem. Thì đầu tiên là mình sẽ test về cổng USB nè. Một cổng USB nè. Thấy chưa? Rồi tiếp theo nữa là cổng đây USB nhận được ha. Hai cổng USB nè. Đây USB 3.0 luôn nha các bạn. Thì mong rằng đây là những cái gì mình test thì chức năng trên đây đều ổn hết và không có lỗi. Hai cổng ha. Nhận được. Và tiếp theo nữa đây là cổng USB thứ ba. Đó. USB thứ ba ha. Mình đang gắn vô. Đây, lấy cục USB này đây. Đây. Mời chúng ta sẽ cùng xem. Đó. Rồi, cổng USB-C. Đây các bạn. Thấy chưa? Mình sẽ ghim vào đây. Đó. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ rút USB đây ha. Nè. Một cái USB nè. Đó, rồi. Rồi ha. USB đằng sau nè. Đó, đấy ha. Và đây nè, USB này đến đây nè. Là ba cái nè. Còn đây là cổng USB này là mình thông qua cái cổng gọi là USB-C. Đó. Thì lúc này chúng ta nhìn thấy trên đây chúng ta ghim vô nè. Nhận được hay không nè. Trên cổng USB nè. Thì nó sẽ có về nhận được trên đây ha. À, giúp ra nè. Đó. Thì có nghĩa là một dòng máy này chúng ta gắn được tới là 4 cổng USB. 4 cổng USB ha. Khá là tốt. Toàn bộ trên đây. Và hiện tại về cấu hình của máy. Về máy là có là được cái là về bàn phím rồi chức năng trên đây. Mình sẽ test trên đây mời chúng ta sẽ xem. Thưa các bạn. Về đầu tiên là về màn hình trước. Màn hình là màn hình cảm ứng. Và Full HD. Với tấm nền IPS. Thì thực tại là máy là máy sách tay mà. Thì nó chỉ là hàng khoảng 90% thôi. Đó. Thì đối với màn hình thì chúng ta nhìn thấy trên đây là màn hình là một độ phân giải là 1920x1080 nè. Các bạn thấy không? 1920x1080. Thì có những chức năng giống như thế nào mình sẽ tả như thế trên đây. Và máy cảm ứng nè. Cảm ứng ở đây là coi như là rất hiếm có dòng mà có cảm ứng được như thế này. Mẫu mới, đẹp và có cảm ứng nè, rất là tiện luôn. Thì đây những ai mà chúng ta đam mê về dòng cảm ứng và chúng ta có về màn hình và vừa tiện lợi như là chúng ta làm việc và có cảm ứng được trên đây cũng rất là tiện, rất là hay. Đó. Thì ở đây là mình sẽ test về như là wifi đi ha. Wifi thì mình sẽ mở một cái clip nào đại đi. Đó. Đây là đang vô wifi nè. Thấy không? Loa nè, mình sẽ mở loa lên mời anh em chúng ta sẽ cùng xem. Vâng, xin chào cả nhà. Mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Vâng, thưa các bạn, chúng ta cần một cái máy là nè. Xử lý về... Vâng, thưa các bạn nhìn thấy không? Loa rất là lớn, loa bự, to. Và đây mình sẽ có về gì đây? Test về keyboard nè. Đây là mình test hết về cho khách luôn. Và sau khi khách chỉ nhận thôi là khách biết được là máy này đang là ok. Đó. Đó, tốt luôn ha. Thấy chưa? Toàn bộ trên đây luôn. Đó. Đó. Chuột lên chuột phải nè, qua lại nè. Nhiều bản ha. Rồi, chuột trái nè. Chuột trái nè, chuột phải nè. Các bạn sẽ nhìn thấy trên đây. Đây ha. Chuột trái chuột phải trên đây, đầy đủ hết. Và cái nữa là chúng ta nhìn thấy trên đây mình sẽ test về mic. Mic nè. Rồi cái nữa là ghi âm online. Ghi âm online ha. Thì mình ghi âm online, ghi âm trực tuyến trên đây mời anh em chúng ta sẽ cùng xem. Rồi đây là mình sẽ có về ghi âm. Đây, test camera nè các bạn. Đó, chúng ta thử nghiệm luôn, mở lên luôn ha. Và thưa các bạn, chúng ta nhìn thấy trên đây là test keyboard là ok nè, test mic nè. Kiểm tra nè. Ghi âm trực tuyến nè. Thì đây là mình đang ghi âm trực tuyến luôn ha. Rồi các bạn nhìn thấy trên đây. Đó, alo 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 alo. Bây giờ ghi âm là mình tắt đi nè. Đó. Mình mở lại nè. Tắt đi ha. Rồi mình mở lại nè. Cho ghi âm trực tuyến lên đây. Camera đây. Chúng ta kiểm tra camera luôn. Và đây chính là chính chủ của Nhất Vlog rồi các bạn. Đó, Nhất Vlog. Nhất Vlog xin kính chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ Nhất Vlog trong suốt thời gian qua. Thì một lần nữa là trên clip này mình muốn đưa ra những cái gì gọi là thực tế nhất trên đây. Ghi âm trực tuyến trên đây. Bây giờ các bạn chỉ thấy trên đây nè. Cho ghi âm trực tuyến trên đây. Camera đây. Chúng ta kiểm tra camera luôn. Các bạn thấy thu âm rất lớn không?
rất rõ luôn, mất nè khá tốt đó, bàn phím tốt đó, cảm ứng cũng khá tốt. Cái này ha, mình tắt đi được chưa? Rồi toàn bộ chức năng là ok hết, không có gì là lỗi hết ha. Về như là màn hình rồi pin, cái như là cảm ứng tốt trên đây. Thì một lần nữa là chúng ta nhìn thấy là review dòng máy này lên để gửi về cho anh khách, và mong rằng anh sẽ nhận được là đây là những cái máy mà mình có sao mình quay vậy đó. Thì đây là anh Tùng ha, thì clip này là mình review và gửi về cho anh Tùng ở An Giang, tỉnh mà coi như là Chi Tôn An Giang, thì một trong những nơi mà chúng ta nhìn thấy là cũng gần biên giới nhưng mà gửi cũng khá là nhanh, có khi nay gửi là coi như là khoảng ngày mai là chúng ta sẽ nhìn thấy là sẽ nhận được đó. Thì trên đây là Nhất Vlog cũng đóng gói rất là kỹ về dòng máy như thế này, nên chúng ta nhìn thấy là đảm bảo về như là cái khâu vận chuyển cũng như là khâu về như là an toàn đó trên shop. Thì thưa các bạn, thì hiện tại là mình sẽ tắt máy và mình đi gửi về cho khách hàng, thì mong rằng là khoảng ngày mai anh sẽ là nhận được. Rồi clip ở đây là mình xin tạm dừng ở đây, cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip, xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo, xin trân trọng cảm ơn các bạn ha. Đây địa chỉ của Nhất Vlog đây, 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ, 0922 422 42.